cơ thân này chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 2 trên trang web alm.vn Các con thân mến, ngày hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục học bài Ngày hôm qua đâu rồi? Trong video lần trước, chúng mình đã học đọc cũng như tìm hiểu nội dung của bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi? Ngày hôm nay, trong video ngày hôm nay cô cùng với các con sẽ chuyển sang một phần mới đó là phần viết đây là cách viết hoa chữ á tiếp theo cô có cách viết chữ ớ con cùng quan sát chúng mình cùng quan sát chữ á và chữ ớ viết hoa về cơ bản thì hai chữ này chúng ta viết tương đối giống nhau tuy nhiên thì con cũng nhìn ra được điểm khác biệt đó là đối với chữ á thì có dấu mũ cong ngược còn đối với chữ ớ phía trên có dấu mũ giống cái nón đó là điểm khác biệt cơ bản Giữa chữ á viết hoa và chữ ớ viết hoa. Ở nhà chúng mình hãy luyện viết nhiều hơn để không bị nhầm lẫn và có thể viết đẹp hơn hai chữ cái này con nhé. Tiếp theo cô có câu ứng dụng. Ăn chậm, nhai kỹ. Câu này muốn khuyên chúng ta cần biết ăn uống một cách cẩn thận. Không nên ăn quá nhanh, dễ bị nghẹn, biết nhai kỹ thức ăn để có thể tiêu hóa một cách tốt nhất. Còn quan sát, với chữ ăn, chúng ta sẽ viết hoa chữ Á và viết thường chữ n. Ở nhà chúng mình hãy luyện viết thật nhiều để có thể viết nhanh và viết đẹp con nhé. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với bài 3. Con hãy quan sát tranh và tìm những từ ngữ phù hợp với từng tranh con nhé. Chính xác, con đã tìm rất đúng. Chúng ta có các từ ngữ tương ứng với các tranh như sau. Đầu tiên là cô giáo bức tranh thứ hai là đôi bạn. Bức tranh số 3 là sách. Bức tranh số 4 là bút. Bức tranh số 5 là con mèo. Và bức tranh số 6 là con trâu. Bức tranh số 7 là cây dừa. Và cuối cùng, bức tranh số 8, chúng ta có cây cam. Ở nhà, con hãy tìm thêm những từ ngữ nói về các con vật, các loài cây, các đồ vật xung quanh chúng ta, con nhé! Sau đây, cô cùng với chúng mình sẽ tìm hiểu bài 4. Với bài tập này, trước hết, con hãy quan sát các câu dưới đây và cho cô biết câu nào là câu giới thiệu câu giới thiệu là câu được dùng để cho biết một vài điều cần thiết như họ tên nghề nghiệp chức vụ quan hệ của bản thân hoặc một người nào đó con nhìn lại ba câu trên màn hình và chọn câu giới thiệu nhé Đúng rồi, chúng mình có câu giới thiệu là câu Em là học sinh lớp 2. Bây giờ chúng mình hãy đặt câu giới thiệu một bạn cùng lớp theo mẫu dưới đây nhé. Cô có mẫu. Ai? Cái gì? Con gì? Là gì? Ví dụ, bạn Ánh là tổ trưởng tổ em chúng mình sẽ hỏi như sau ai là tổ trưởng tổ em chúng ta sẽ được câu trả lời là bạn ánh bây giờ chúng mình hỏi ngược lại bạn ánh là gì sẽ được câu trả lời là bạn ánh là tổ trưởng tổ em rất dễ đúng không con với mẫu và sự hướng dẫn vừa rồi con hãy đặt nhiều câu giới thiệu về các bạn cùng lớp hay hơn con nhé chúng mình sẽ đến với phần thảo luận cuối cùng những việc em cần làm để không lãng phí thời gian cuối tuần à con thấy rằng thời gian rất là quý giá Chính vì thế, để không lãng phí thời gian nói chung cũng như thời gian cuối tuần nói riêng, lúc mà chúng ta được nghỉ ngơi bên gia đình thì chúng ta có thể học hành chăm chỉ hay là giúp đỡ bà mẹ để không lãng phí thời gian con nhé. Cô tin rằng với câu hỏi thảo luận cuối cô tin rằng với câu hỏi thảo luận cuối cùng này các con sẽ đưa ra rất nhiều những việc làm có ý nghĩa khác nhau đúng không nào cô cũng mong rằng khi chúng mình đã đưa ra được những việc làm như vậy thì chúng mình hãy cố gắng thực hiện nó để tiết kiệm thời gian để sử dụng thời gian có ích hơn con nhé và các con thân mến bài học của chúng ta hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi cô cảm ơn tất cả các con vì đã học bài thật chăm chỉ hẹn gặp lại chúng mình trong những bài học lần sau nhé